Harry Won, sao nữ cục nờ hóa cục cưng, bị fan chê vẽ xấu khi mở triển lãm tranh. Mở triển lãm trưng bày tranh minh vẽ, diễn viên Hàn Quốc Harry Won bị nhiều người chê bai, không bằng trẻ 5 tuổi vẽ. Hiện tranh vẽ của Harry Won đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Hàn Quốc. Trong showbiz Hàn có rất nhiều nghệ sĩ tài hoa, đa năng. Ngoài việc ca hát, diễn xuất, rất nhiều người đã chéo sang mạng vẽ tranh, viết sách hay làm đồ handmade để bán. Những sản phẩm của họ đều được người hâm mộ mua ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, mới đây nữ diễn viên Harry Won đã khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang khi tuyên bố mình chính thức ra mắt với vai trò họa sĩ. Tất nhiên điều này không có gì đáng bàn cãi cho đến khi mọi người nhìn thấy những bức tranh trừu tượng của Harry Won. Tháng 3, Harry Won giới thiệu 3 bức tranh cô vẽ thuộc series Supercow tại triển lãm Signature Kitchen Crystal Room Atelier ở Cheongdong Dandong, Gangnam. Các bức tranh miêu tả hình ảnh con bò với màu sắc và đường nét đa dạng, có bức đơn giản, màu sắc tươi sáng, có bức màu sắc lẫn lộn, phức tạp. Sau buổi triển lãm, một trong những bức tranh của Harry Won đã được bán với giá không được tiết lộ. Từ trước tới nay, Harry Won chỉ vẽ tranh như một sở thích. Tuy nhiên, Trade Village, một người tổ chức triển lãm, đã chú ý đến những bức tranh của cô và chủ động tiếp cận, mời nữ diễn viên tham gia triển lãm. Đơn vị này đánh giá có thể nhìn thấy khả năng hội họa tiềm ẩn của Harry Won. Một người thuộc tổ chức triển lãm Trade Village cho biết, tôi rất ngạc nhiên khi thấy 15 bức tranh do Harry Won thực hiện được treo tại công ty quản lý của cô ấy. Chúng tôi đã bỏ ra vài tháng để thuyết phục Harry Won, cuối cùng cô ấy nhận lời cho triển lãm tác phẩm của mình. Harry Won có sự lựa chọn màu sắc lần thể hiện các nét vẽ rất đặc biệt. Bức tranh của cô khiến cộng đồng mạng không thể nào hiểu nổi vì sơ sài và đường nét nguệch ngoạc, y như một đứa trẻ tập vẽ. Tuy vậy, Harry Won lại bán được thành công một bức tranh. Khi ngắm nhìn bức tranh được bán ra, nhiều người vẫn không cảm nổi chất nghệ thuật trong tác phẩm của nữ diễn viên. Cùng với Harry Won, ca sĩ Ko Jun Jeo và nam diễn viên Ha Jung Woo cũng tham gia triển lãm lấy chủ đề bò nhằm đánh dấu năm kỳ sửu 2021. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 19 tháng 6 tại Seoul. Bất chấp ý kiến tích cực của các chuyên gia, nhiều người dùng mạng không đồng tình. Một khán giả bình luận, tôi cảm thấy con gái của mình có thể còn vẻ đẹp hơn Harry Won. Tôi là fan của cô ấy, nhưng phải nói rằng các bức tranh chẳng đẹp chút nào. Có lẽ do tôi không thích nghệ thuật. Người khác thì bình phẩm, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của các chuyên gia nghệ thuật. Hay tôi không nghĩ đó là nghệ thuật, tôi nghĩ đó chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc. Tôi tò mò về người mua bức tranh con bò số 3. Tôi phát khóc khi xem tác phẩm nghệ thuật về con bò của Harry Won. Bức của Ko Jun Jeo và bức của Ha Jung Woo trông rất xứng đáng để trưng bày, nhưng tôi không chắc về bức vẽ của Harry Won. Tôi cười không nhịn được sau khi nhìn con bò số 3. Không chỉ cảm thấy khó hiểu về nội dung bức tranh, một số cư dân mạng còn nói rằng trẻ con 3 tuổi cũng vẽ được bức tranh như của Harry Won. Họ cho rằng nữ diễn viên bán được tranh là do giá trị của sự nổi tiếng có sẵn chứ không phải do tài năng hội họa. Trước những lời chê bai của nhiều khán giả, Harry Won không phản hồi. Trước đó, Harry Won đăng tải nhiều bức vẽ khó hiểu với những đường nét lộn xộn, màu đỏ chiếm ưu thế. Những bức vẽ phản ánh sự tức giận, nỗi sợ hãi trong lòng. Một số người còn bình luận, những bức vẽ của Harry Won rất giống với những bức vẽ ca sĩ, diễn viên quá cố Julie từng đăng tải vài tháng trước khi cô qua đời. Cư dân mạng cho rằng cô đang có vấn đề trầm cảm. Diễn viên Harry Won sinh năm 1978, cô tốt nghiệp khoa kịch nghệ Đại học Dankook, Hàn Quốc. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều tác phẩm như Trò chơi sự thật, Tình dục là chuyện nhỏ, Chuyện tình đảo Bali, Khu vườn bí mật, Na Ho Quan Genie, Sóng thần đảo Hải Nam. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô giành nhiều giải thưởng danh giá, được đánh giá là nghệ sĩ thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Bộ phim gần đây nhất Harry Won đóng là Pawn, cục nợ hóa cục cưng ra mắt năm 2020. Harry Won được đánh giá là có cả tính mạnh, bản lĩnh, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, đặc biệt ở giai đoạn cha và em trai lần lượt qua đời, nhưng Harry Won đã vượt lên nỗi đau buồn để tập trung cho công việc. Ngoài ra, cô là một trong những nghệ sĩ nỗ lực trong các hoạt động thiện nguyện tại Hàn Quốc với số tiền đóng góp lên đến 200 triệu won.